Xin chào mọi người, mình là Hồng Ngân, là thực tập sinh MO của công ty Nhân Mỹ. Hello mọi người, mình là Anh Hương, là thực tập sinh của công ty Nhân Mỹ. Trời ơi, thời gian trôi nhanh quá Hương. Mới Đúng đó rồi. Mình đã quay video ghế xanh rồi. Những cái tuần đầu mình mới vô mình còn chưa biết làm gì hết mà không biết ghế xanh là gì luôn. Mà bây giờ đã đến những cái ngày cuối cùng để mà chia sẻ những cái kỷ niệm và kinh nghiệm trong cái video ghế xanh này rồi. Hay. Thôi, mình vô vấn đề chính đi ha. Hương có thể chia sẻ một cái cảm nhận gì đó về quá trình thực tập tại công ty Nhân Mỹ không? Mình thì cũng đã thực tập ở công ty được một thời gian rồi, nên là hôm nay mình và Ngân cũng muốn ngồi lại để có thể chia sẻ những cái kiến thức cũng như là những trải nghiệm của tụi mình trong cái quá trình mà được thực tập ở công ty, cho những bạn nào đang quan tâm đến cái việc là xin vào một cái công ty thực tập thì sẽ như thế nào. Vậy Hương có thể chia sẻ cái quá trình mà mình đến với công ty Nhân Mỹ và thực tập tại công ty không? Thực ra thì cũng khá tình cờ tại trong cái quá trình tìm kiếm nơi thực tập của tụi mình vì mình cũng đang rất là lo lắng để mới có thể tìm được một nơi để hoàn thành cái bài tốt nghiệp của mình ở trường. Thì sau cái quá trình tìm việc cũng như là nộp CV thì cuối cùng thì mình cũng đã được nhận vào trong công ty Nhân Mỹ. Và tất nhiên thì những ngày đầu mới vào thì cũng có rất là nhiều bỡ ngỡ và cũng không biết là mình sẽ được giao cho những công việc như thế nào. Rồi nhưng mà lúc đó mình cứ mặc kệ thôi và mình sẽ làm hết tất cả những công việc mà sếp giao cho mình làm gì thì mình sẽ làm cái đó thôi. Và dần dần sau một tuần, hai tuần thì mình cũng quen được với công việc và cũng quen được với một số bạn thực tập sinh cũng trong công ty, và các bạn đó đã giúp đỡ mình rất là nhiều trong công việc. Và thực tập sinh với nhau thì sẽ có rất là nhiều vấn đề gặp cũng tương tự nhau, nên là các bạn có thể hướng dẫn cho mình rất là nhiệt tình. Và công ty thì có giao cho thực tập sinh rất là nhiều công việc, những cái mô đun công việc khác nhau để có thể hoàn thành trong cái quá trình thực tập đó. Thì trong tất cả các mô đun công việc đó thì Ngân có thể cho biết là Ngân thích công việc nào nhất không? Tôi thấy thì mình thực tập ở Nhân Mỹ thì được ở vị trí marketing online, thì tôi thấy mình làm được nhiều công việc như là chăm profile công ty Facebook nè, rồi quay video YouTube SEO, rồi viết bài lên LinkedIn, Zalo, lọc với lại gửi email marketing. Nói chung là nhiều cái mô đun công việc mà tôi thấy hay, với lại tôi học được nhiều cái lắm. Nhưng mà cái bộ phận của mình cũng được, không phải là bó hẹp trong những cái công việc đó không, mà còn tham gia vào những cái dự án của công ty nữa. Thì tôi thấy những cái dự án này thì đem lại rất là nhiều cái kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm thực tiễn để mình có thể vừa thực tập cũng như là tích lũy kinh nghiệm để mai mốt mình cũng có thể phát triển thêm những cái kỹ năng của mình á. Còn đối với lại cái công việc mà yêu thích nhất thì có lẽ là làm video, giống như là hôm nay vậy nè. Mình quay xong rồi mình sẽ cắt rồi mình dựng video, mặc dù thì nó cũng tốn khá nhiều thời gian á, nhưng mà thấy thì mỗi khi mà mình thấy cái thành quả cái video mà nó được đăng trên YouTube á, với lại mình đẩy được cái thứ hạng của cái video lên cao á, thì tôi thấy nó rất là vui, là cảm giác như là rất là tự hào khi mà thấy cái video đó luôn á. Còn Hương thì Hương thấy thích công việc nào nhất? Mình thì cũng như Ngân là cũng được làm rất là nhiều công việc liên quan đến các cái công việc marketing online, và cũng có tham gia vào các cái dự án để mà có thể trải nghiệm thực tế hơn khi mà làm việc với khách hàng như thế nào. Rồi qua những cái quá trình làm việc như vậy thì mình có rất là nhiều bài học
kể cả kiến thức cũng như là kỹ năng khi mà mình làm việc với khách hàng, trao đổi với khách hàng như thế nào. Còn về công việc yêu thích nhất thì có lẽ là mình thích nhất là sale YouTube. Tại vì cái cảm giác mà khi thấy cái điểm sale lúc ban đầu nó chưa có gì và sau đó nó lên khoảng chín mấy điểm thì cảm thấy rất là vui, rất là phấn khích luôn. Em mà Ngân cũng thích môi trường ở Nhân Mỹ á, kiểu làm việc ở đây rất là vừa năng động mà kiểu những bạn thực tập sinh ở đây á vừa năng động mà còn được các bạn đó hướng dẫn nhiệt tình như hồi nãy Hương nói á. Thêm một cái nữa là cái công ty của mình cho phép mình được đăng ký để làm việc kiểu linh hoạt theo tuần á, thì Ngân với lại mọi người cũng dễ để sắp xếp thời gian biểu, tại vì tụi mình cũng đang làm cái khóa luận á. Hương có thấy vậy không? Mình cũng thấy vậy. Tại vì lúc trước mình cũng khá là băn khoăn khi mà khi đi làm thì thường công ty nó sẽ yêu cầu làm cả ngày á, nên là cái việc công ty cho mình đăng ký lịch làm việc thì khá là tiện cho những sinh viên như mình. Tại vì mình còn có lịch trên trường rồi gặp thầy cô để mà có thể trao đổi cái quá trình làm khóa luận, bài khóa luận như thế nào nữa. Nên là cái việc mà có thể đăng ký lịch làm việc thì nó sẽ linh hoạt hơn rất là nhiều và sẽ không gặp nhiều khó khăn trong cái quá trình phải sắp xếp lịch làm việc như thế nào cho hợp lý, rồi đi học, thời gian đi học, đi gặp thầy cô các kiểu. Và mình nghĩ nếu như cái lịch làm việc linh động như công ty của mình á, thì mình nghĩ là không chỉ sinh viên năm cuối mà các cái bạn sinh viên năm nhất, năm hai cũng có thể sắp xếp để có thể đi thực tập sớm hơn, để có thêm kiến thức cũng như là kinh nghiệm sớm hơn, để sau khi mình ra trường thì mình sẽ có thể có được kinh nghiệm rồi và xin được vào những cái công ty mà mình mong muốn. Vậy thì trong cái quá trình thực tập 7 tuần vừa qua thì Ngân có thể chia sẻ một số cái bài học mà Ngân học được trong cái quá trình thực tập cho các bạn cùng nghe được không? Thì Ngân cũng muốn chia sẻ cho các bạn là ở công ty này cũng là lần đầu Ngân thực tập á, cho nên là Ngân cảm thấy là mình giống như là học được cả thế giới vậy á. Giống như là video nè, trước giờ đâu có biết làm video đâu, mà bây giờ thì mình vừa học rồi mình còn biết làm chỉnh sửa rồi còn SEO nó nữa. Ngoài ra thì những cái module như là gửi email marketing nè, Google Ads nè, những cái buổi hướng dẫn của các bạn cũng như là anh Mười á, thì mình học được rất là nhiều cái bổ ích luôn. Và những cái mà trước giờ chưa được làm thực tế bao giờ luôn thì trong công ty cũng tạo điều kiện cho mình làm đúng kiểu như anh Mười nói là thực chiến luôn á. Hương có chia sẻ cho các bạn những cái lợi ích khi mà Hương gặp lại Nhân Mỹ như thế nào không? Mình thì cũng khá giống Ngân là cũng học được rất là nhiều kiến thức và kỹ năng khi mà đi làm. Tại vì trước khi đi thực tập thì mình cũng chả biết cái gì về sale, về viết content Facebook như thế nào, rồi gửi email marketing ra sao. Thì qua các kỳ thực tập ở công ty thì mình đã có được những cái kiến thức cũng như là những cái nền tảng mới. Bên cạnh đó thì nó cũng giúp cho mình cải thiện cái kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý công việc và quản lý đội nhóm nữa. Thực ra thì sau 2 tuần làm việc thì mình cũng lên được lead, nên là nó cũng có kỹ năng quản lý đội nhóm. Rồi tự nhiên nói xong cái này cái thấy khoảng thời gian mình thực tập ngắn quá, nhưng mà dù ngắn nhưng mà mình cảm thấy là mình học được khá là nhiều và cảm giác như là ngày kết thúc thực tập nó sắp tới rồi. Cảm xúc của Ngân như thế nào khi mà sắp kết thúc kỳ thực tập của mình? Thì Ngân cũng thấy buồn tại vì là mình thực tập ở đây nè, tại vì cũng tiếc tại vì mình không có được gặp mặt trực tiếp các bạn á, tại vì tình hình dịch như thế này thì đâu có thể làm offline đâu. Mà các bạn mặc dù là chưa gặp trực tiếp nhưng mà các bạn rất là nhiệt tình để cùng nhau học hỏi nè, rồi giúp đỡ nhau. Không biết mai mốt thì có được gặp nhau khi mà hết dịch không, nhưng mà nhân đây thì Ngân cũng muốn cảm ơn những cái bạn mà đã giúp Ngân những ngày đầu cũng như là đã hướng dẫn cho Ngân rất là nhiều cái những cái kiến thức cũng như là kỹ năng thực hành đó.
Thì mình cũng cảm ơn những cái bạn đó. Nhưng mà thôi thì dù sao thì cũng đã gặp được nhau rồi. Ngân cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà có thể được thực tập ở đây, với lại nhiều cái vui và bổ ích nè. Rồi cuối tuần mình cần có thể làm những cái talk show, những cái em show để có thể giải tỏa căng thẳng, với lại báo cáo một tuần công việc mình làm việc như thế nào. Thì Ngân thấy khá là Ngân thấy rất là vui khi mà được thực tập ở đây. Mình cũng thấy vậy, đúng là khá bất ngờ. Tại vì thường thì cái tâm lý mà khi bước vào công ty sẽ là một cái môi trường rất là nghiêm túc, nhưng mà công ty của mình không chỉ là cho tụi mình công việc để mà thực tập, mà mỗi mỗi tuần đều có cái talk show để cho tụi mình có thể trao đổi thông tin, báo cáo những công việc tuần qua đã làm những gì, rồi có mini game giúp cho mọi người vui vẻ hơn, stress giải tỏa stress. Nhưng mà đôi lúc thì một số cái game hoặc một số câu hỏi làm mình stress hơn, chứ không không thấy giải tỏa gì hết. Thực ra thì mình cũng nói giỡn thôi, nhưng mà thực sự là những cái khoảng thời gian nó rất là vui và ý nghĩa trong cái quá trình mà mình làm tập. Trên đây thì cũng là những cái cảm nhận của mình và Ngân khi mà thực tập tại công ty, để có thể chia sẻ cho mọi người hiểu rõ hơn về cái công việc cũng như là cái môi trường mà tụi mình thực tập ở đây. Thì mong mọi người sẽ đón nhận và xem nó sẽ giúp ích một phần nào đó trong cái quá trình tìm nơi thực tập cho các bạn.